Chiều 15 tháng 7 năm 2024, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã triển khai phương án chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến khẩn trương thông báo, tuyên truyền về tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình hiện có tổng số hơn 6.200 phương tiện, hơn 18.400 lao động. Hiện đang neo đậu tại bến có gần 6.000 phương tiện với hơn 17.200 lao động. Đến 15 giờ ngày 15 tháng 7, có hơn 240 phương tiện, hơn 1.200 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, vùng biển ven bờ 35 phương tiện, 40 lao động. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có 22 phương tiện, 122 lao động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có 84 phương tiện, hơn 500 lao động. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có hơn 100 phương tiện với hơn 550 lao động. Hầu hết các phương tiện được Bộ đội Biên phòng thông báo và nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới. Từ tình hình này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp địa phương và gia đình giữ thông tin liên lạc, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng nắm diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tìm nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị tuyến đất liền phối hợp địa phương và các lực lượng có liên quan rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động có phương án di dời, khắc phục, hướng dẫn tổ chức lực lượng canh trực, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can liên quan đến giai đoạn 2 vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan. Chủ tịch tập đoàn này là bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong số các tội danh này, cơ quan tố tụng xác định bà Lan cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng thông qua hành vi phạm tội tham ô tài sản, hơn 415.000 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỷ đồng thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư. Để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính khổng lồ này, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB, chủ yếu diễn ra tại SCB chi nhánh Sài Gòn. Quy trình rút tiền được thực hiện một cách khép kín. Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, chủ yếu là các công ty ma. Sau khi nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB phối hợp hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, các cá nhân được thuê đứng tên công ty ma sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền. Tiền sau khi xuất khỏi quỹ của SCB sẽ được giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan. Lái xe sau đó vận chuyển tiền về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, giao cho thư ký của bà Trương Mỹ Lan, rồi tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cơ quan tố tụng còn xác định có một lượng lớn tiền mặt được lái xe của bà Lan vận chuyển thẳng về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại địa chỉ số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị can này. Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có, tức tài khoản chờ. Khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để bà Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân. Trong số tiền được rửa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỷ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỷ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỷ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỷ đồng, chuyển tiền ra nước ngoài hơn 32.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các nhân viên tại tập đoàn này và SCB đã chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền và hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 445.000 tỷ đồng. Trong số những người giúp sức tích cực cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng xác định có bị can Bùi Văn Dũng là lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan. Từ cuối năm 2018 đến tháng 8 năm 2022, bà Lan chỉ đạo ông Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn gặp nhân viên ngân hàng này để nhận tiền và thực hiện chuyển tiền từ SCB về giao lại cho thư ký của bà Lan tại tòa nhà 127 Pasteur và một số cá nhân khác theo sự chỉ đạo của bà Lan. Việc nhận tiền và giao tiền cho các cá nhân, đơn vị đều được ông Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân. Ngoài ra, còn có bị can Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại tại Việt Nam, Times Square, là chồng bà Trương Mỹ Lan.
Bị can này mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán gồm Visa, Master tại SCB trong quá trình ở Việt Nam và khi đi ra nước ngoài như Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022. Ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng vừa nêu. Trong số này, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, gần 1,4 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu. Cũng trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa Master. Đây là tiền do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. Bị can Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ. Do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử hai bị cáo là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới gồm Nguyễn Hồng Viễn, 53 tuổi và Vũ Minh Thao, 61 tuổi, cùng 21 bị cáo khác, nguyên là lãnh đạo văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo một số xã của huyện Chợ Mới và giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp xây dựng. Các bị cáo bị truy tố về các tội tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách 3,4 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án giai đoạn 2019-2021, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới còn nợ các quán nhậu tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền tạm ứng cho phòng tài chính kế hoạch huyện chi hoạt động thăm hỏi chúc Tết Nguyên Đán, tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, ông Ngô Hoàng Hiếu, là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đã triệu tập cuộc họp của thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, khi đó cùng các lãnh đạo văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện để tìm nguồn trả nợ quán nhậu và chi phí tạm ứng chúc Tết. Theo đó, ông Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn các xã Hòa An, Hòa Bình, Hội An và Tấn Mỹ triển khai việc quyết toán khống hoặc rút ruột các công trình xây dựng để có tiền gửi về cho Ủy ban Nhân dân huyện sử dụng. Theo đó, mỗi xã phải chuyển về từ 300 đến 500 triệu đồng. Đổi lại, phía huyện sẽ tạo mọi điều kiện hợp thức hóa hồ sơ quyết toán. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo huyện Chợ Mới, các bị cáo là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Hòa An, Hòa Bình, Tấn Mỹ và Hội An đã bàn bạc với nhóm bị cáo là giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang để làm hồ sơ khống 13 công trình xây dựng và giảm thi công nhiều hạng mục của 5 công trình để quyết toán khống lất tiền gửi cho huyện. Từ đó gây thiệt hại cho ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng. Thời điểm bị khởi tố bị can, ngày 16 tháng 2 năm 2023, ông Hiếu đang giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang. Sau thời gian bị bắt tạm giam, đến ngày 14 tháng 4 năm 2024, ông Hiếu chết do bệnh lý. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Vụ án được sự quan tâm của dư luận nên có rất đông người đến theo dõi phiên tòa. Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 7 nhưng bị tạm hoãn do thiếu luật sư và nhiều người có liên quan.